Hi, xin chào các bạn. Mình là Duyên. Mình là tân sinh viên chuyên ngành thạc sĩ quản trị kinh doanh của trường đại học Cape Breton. Mình cũng mới vừa tới Sydney thôi và mới vừa hoàn thành 2 tuần cách ly của chính phủ. Hiện tại thì mình đang có mặt ở bờ sông Sydney. Các bạn đã thấy hòn hồ đứng sau của mình không? Thấy đẹp không nào? Hiện tại thì mình đang đứng tại cảng Sydney. Cái đường gỗ này nè là cái nơi mà thu hút rất là nhiều người dân và khách du lịch tới đây, bởi vì á, quang cảnh thực sự rất là đẹp nè. Và ở phía sau cũng có rất là nhiều những nơi mà mình có thể tới tham quan. Mình cảm thấy người dân ở đây rất là thân thiện. Nếu mà bạn đi ra đường á, bạn sẽ gặp rất là nhiều người cười chào với mình nè. Và họ cũng rất là kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của bạn. Nếu như bạn không biết đường hoặc là bạn nhờ người ta giúp gì đó thì người ta cũng rất là sẵn lòng. Vì bạn và bản thân mình cũng muốn tiết kiệm thời gian nữa, cho nên mình đã hoàn thành khóa học dự bị thạc sĩ tại ICEAP. Tới tháng 9 này thì mình sẽ là tân sinh viên của CVU. Thời tiết ở đây thì mát mẻ lắm, khung cảnh thì xinh đẹp, con người thì rất là thân thiện. Bản thân mình cảm thấy vui và háo hức khi đặt chân tới Canada. Hẹn các bạn trong thời gian sắp tới nha. Bye.